bị đốc hết cho mọi người. Còn có một cái kỷ niệm của công ty không biết Mỹ kết hợp với công ty làm bưng phép á. Dạ. Mình thấy cũng có giàu xe, cũng có làm cái xô bình cho bên vua đường em xuống Mỹ. Sếp anh làm trí cũng thân với Thái lên. Cảm ơn mọi người nha. Thôi thì cái lễ bàn giao xe là đơn giản thôi. Em có sổ sách hướng dẫn sử dụng với sổ bảo hành. Dạ. Đây nha. Kia nghe cho nó quay phim cái này chút được không sao đâu, cái bây giờ tiêm 3 mũi hết rồi không? Okay. Tiêm 3 mũi hết rồi. Okay. Tiêm 3 mũi hết rồi lên thành cái để đeo khẩu trang cái kỳ quá. Đúng rồi, chính mình xác. Mình uống nước tự nhiên đi. Dạ. Nói xong rồi mình qua mình coi xe mình chụp hình chụp phim. Thấy là chắc em là xong đúng không? Cũng vui xung quanh chúc mừng. Ok. Ủa em tên gì anh? Dạ em tên Quanh. Quanh Hồng Vy. Đi qua đây nè, mấy bạn như đi coi xe đấy mà. Đó, chắc mình qua xe đi ha, mời mọi người qua xe. Đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Một màu xanh hy vọng. Đây là chiếc Ford Everest 7 chỗ bán chạy nhất trong phân khúc hiện nay trên thị trường, được rất là nhiều khách hàng đang quan tâm. Ghế da. Đây là bản full option cao cấp nhất của dòng Ford Everest 7 chỗ. Động cơ biturbo 213 mã lực của hộp số tự động 10 cấp. Danh tiếng của nhà Ford. Ghế nội thất bọc da rất là sang trọng. Trong phần khung khúc này có những đối thủ cạnh tranh như Fortuner, Santa Fe và Pajero Sport. Everest đã nổi lên là một đối thủ rất là đáng gờm với động cơ và hộp số rất là tuyệt vời. Xe có nhiều công nghệ thời thượng như đá cốp nè, cảnh báo đi sai làn nè, cảm biến áp suất lốp nè và Adaptive Cruise Control. Khi các bạn đi lên cao tốc sẽ có tính năng rất là hay, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước. Rồi các bạn xem toàn cảnh chiếc Ford Everest trong ngày hôm nay, công ty Lâm Hưng Phát sẽ được nhận chiếc xe này, quá tuyệt vời cho một con xe 7 chỗ. Mời anh Thái lên trải nghiệm xe thử à. Qua đây nè, qua đây anh Thái. Lên xe thử, anh ngồi thử coi. Anh ngồi thử, anh chỉnh ghế coi cho nó thoải mái không. Đó. Ok chưa? Rồi, chỉnh điện cho ghế thoải mái, nút ở dưới này nè, đó, chỉnh ghế đó. Rồi. Anh cảm giác thấy sao hôm nay ngày vui của Lâm Hưng Phát á? Mình nhận quá. Xe thì mình thấy cảm nghĩ như thế nào anh Thái? Vui. Hả? Hôm nay là có một một ngày gọi là có ý nghĩa với công ty. Vì
công ty mới thành lập thôi, nhưng mà của mình cũng cố gắng để mua cho công ty một chiếc xe để cho anh chị em trong công ty á được đi lại thuận lợi để có điều kiện phát triển. Cũng cảm ơn Ford Phú Mỹ đã hỗ trợ cho công ty tôi được có được những chiếc xe trải nghiệm để tạo thuận lợi cho công việc. Rồi mình Phil cũng chúc mừng đến công ty Lâm Hưng Phát trong ngày vui hôm nay. Chúc cho công ty nhận cái chiếc xe thứ hai. Và năm 2016 anh cũng mua chiếc Ranger XLS AT của bên công ty Ford Phú Mỹ. Mình cũng là đại diện bán hàng bán chiếc xe đó. Mình cũng cảm thấy rất là vui vẻ và tự hào để bán chiếc xe thứ hai cho công ty Lâm Hưng Phát, cùng phát triển cùng Ford Phú Mỹ. Và Lâm Hưng Phát chúc công ty ngày càng có nhiều khách hàng mới, làm anh tấn tới phát tài ha. Có thêm nhiều công trình hấp dẫn và đẹp cho xã hội. Ok, cảm ơn quý công ty, cảm ơn Ford Phú Mỹ.